Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái thiết bị rất là hay dành cho các cái dòng máy tính mới, đời mới hoặc là những cái dòng máy Mac chẳng hạn. Thì đây là một cái sản phẩm hub, nhưng mà hub của chân tai C. Và từ cái chân tai C này thì nó sẽ ra khá là nhiều những cái thiết bị khác. Tí nữa thì mình mở ra và các bạn sẽ xem kỹ hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn ngoài vỏ một chút xíu. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái tên sản phẩm này. Thì ở đây sẽ ghi là O Hub Tai C, O nhá. Đó. Thì dưới này tiếp đến thì chúng ta sẽ có một số những cái tính năng nổi bật. Ví dụ như là sẽ có cổng USB này, có thể sạc được này, và có cái tính năng bảo vệ nguồn này. Đấy. Ở phía đằng sau thì nó cũng sẽ có một số những cái thông tin giới thiệu về sản phẩm. Ví dụ ở đây là cái HDMI là có hỗ trợ 4K luôn nhé các bạn nhá. Thì cái đấy là những cái thì quan trọng này. Chúng ta sẽ có hub 3 cổng USB luôn, từ 1 ra 3 cổng USB. Và ở phía dưới này thì sẽ có cái phần tem chống giả thôi. Cái này thì để khẳng định rằng đây là hàng chính hãng của Baseus chứ không phải hàng nhái. Vâng, thì các bạn mở nắp này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm nó ở ngay đây rồi. Và phía bên này thì nó sẽ là cái phần giới thiệu. Ở đây các bạn nhìn không, nó sẽ có một cổng USB 3.0, nghĩa là ra cái cổng USB 3.0 này. Cổng HDMI hỗ trợ được 4K này. Phía bên trên này thì là chân tai C. Đó. Thì ngoài ra phía trên phía dưới đây là những hình ảnh của những cái sản phẩm có thể tương thích. Rồi để mình mở ra để xem cho nó chi tiết hơn. Và trong hộp thì có một cái thẻ bảo hành này. Và đây là cái hub rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây. Sợi dây này thì 15cm và cái chân cắm ở đây thì như các bạn nhìn thấy đây là chân tai C. Cái chân tai C này thì nó sẽ gắn vào các cái dòng máy đặc biệt như dòng Mac bây giờ ấy. Thì hoàn toàn có chân tai C, không có chân USB thường. Và khi mà muốn sử dụng các cái thiết bị USB thường thì chắc chắn các bạn cần phải cái sản phẩm hub này rồi. Ngoài ra thì các cái dòng mà laptop đời mới hiện nay thì cũng đã sử dụng cái chân tai C này rất là nhiều. Và mặt trước của cái hub này thì như các bạn nhìn thấy đây là một cái vỏ hợp kim. Vỏ hợp kim này là ở khắp bốn phía luôn nhá. Ở phía bên xương viền này thì sẽ có một cái đường diamond cắt, tạo ra cái hiệu ứng trông rất là đẹp. Ở phía bên trong này cũng thế này, thì sẽ có cái diamond cắt và phía bên trên này sẽ thấy cái logo của Baseus. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái đèn trạng thái. Ở phía bên sườn này thì các bạn sẽ thấy có một cái cổng USB 3.0 cùng với cái cổng HDMI. Nghĩa là các bạn có thể đưa tín hiệu ra cổng HDMI từ đây. Và tiếp đây thì chúng ta sẽ có thêm một cổng tai C. Ở phía bên này thì các bạn sẽ có thêm hai cái cổng USB 3.0 nữa. Nghĩa là từ cái chân tai C này thì các bạn có thể đi ra được 3 cổng USB 3.0 nhé. 3 cổng 3.0 chứ không phải là các cổng 2.0. Và sẽ được thêm một cái chân tai C ở đây nữa. Và ngoài ra thì cái cổng USB này thì các bạn cũng có thể sạc được cho các cái thiết bị di động. Tuy nhiên thì cái dòng sạc thì nó không phải là lớn. Chúng ta thì chỉ giải pháp tình thế thôi. Còn nếu như các bạn mà muốn sạc được cho các thiết bị di động thì nên cần những cái thiết bị sạc chuyên dụng. Như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái sản phẩm hub chân tai C, ra 3 cổng USB 3.0 và một cái chân HDMI. Rất là hữu ích cho những cái bạn mà đang sử dụng máy Mac cũng như là một số những cái dòng máy tính đời mới hiện nay và các cái dòng máy nhỏ ấy. Thì chúng ta sẽ phải cần đến cái này rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.